Chào Nhật xin chào các bác, em giới thiệu với các bác một con máy lọc khí Panasonic FVG60. Con này thì phù hợp cho các bác dùng cho phòng khoảng 35m² trở lại. Một con máy trong tầm giá vừa phải. Con này em bán là 2,4 triệu, bảo hành 1 năm, máy là đấu biến áp điện 220V. Đầy đủ các cái công nghệ Eco, Nano, báo phần trăm độ ẩm, các cái tốc độ lọc nhanh chậm và bù ẩm khác nhau, mã số 9. Con này thì màng hepazin của nó trong máy vẫn còn khá là đẹp các bác nhé, rất là đẹp, trắng trẻo đẹp. Màng than hoạt tính thì rất là dày của bọn Pana này, khử mùi rất là tốt. Cái màng này thì các bác dùng một thời gian có thể mang đi rửa phơi khô nhé, màng than hoạt tính này. Còn màng HEPA này thì chỉ có hút bụi ở lớp màng bên ngoài thôi, hút bụi ở lớp bên ngoài thôi chứ không hút bụi bên này đi. Dùng các bạn chảy răng cạo đi, hoặc là các bác dùng máy hút bụi hoặc là máy xịt hơi mình vệ sinh mặt ngoài thì tôi dùng một thời gian mình vệ sinh đi. Bên này là bồn nước, bộ bình nước bù ẩm này. Màng tạo ẩm còn khá là đẹp. Đấy, như cái ngày hanh khô này, đặc biệt là miền Bắc giờ đang là mùa thu cũng khá là hanh khô. Thì các bác cho nước vào hoặc là mình dùng điều hòa nhiều. Đấy. Điều hòa thì mình cho nước vào, dùng điều hòa thì chính cái điều hòa mình nó là một cái dạng máy hút ẩm. Các bác thấy nước ở bên trong máy ấy, ở trong nhà nó ra cái ống đấy, chính là đang hút nước ở trong phòng ra đấy, cho nên là rất bị khô. Mình dùng cái máy hút ẩm này, máy này mình bù ẩm lên một đêm, các bác có thể bù hết một cái bình nước đấy luôn. Các bác tưởng tượng là một đêm mà cái máy điều hòa của mình nó hút nước ra ngoài không biết bao nhiêu lít nước, nó lấy nước trong không khí trong phòng ra đấy ạ. Cái chất lượng không khí bụi mịn 2.5 PM hôm nay đang ở ngưỡng an toàn 43 rồi các bác này. Cho vào máy nhé, xem nó tốt hơn. Trên 75 thì là bắt đầu trong ngưỡng cam. Đấy. Sau khi cho máy thì các bác thấy chất lượng không khí là tốt rồi. Chiếc này đang đấu biến áp điện 220V này. Em bán là 2,4 triệu, bảo hành 1 năm. Đấy, giá chưa phí vận chuyển, các bác vui lòng xem hết clip để mình nắm được tình hình nhé. Chất lượng không khí bụi mịn 2.5 PM gần như tốt tuyệt đối luôn. Chào các bác nhé.